Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Trốn Tết. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu hơn vào trốn Tết, một cách thức mới mẻ và thú vị để tránh những áp lực của kỳ nghỉ truyền thống. Nếu bạn đã xem video trước, hãy chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu vui nhộn đầy ý nghĩa và hài hước. Xu hướng trốn Tết, điều gì làm nên sức hút? Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về tại sao trốn Tết đang trở thành một xu hướng nổi bật trong cộng đồng trẻ Việt Nam. Các yếu tố như áp lực gia đình, chi phí và sự thoải mái cá nhân sẽ được thảo luận một cách chi tiết và thú vị. Xu hướng, trốn Tết, điều gì làm nên sức hút? 2.1 Áp lực gia đình, nén hay thể hiện sự thay đổi? Trong thời đại hiện đại, áp lực gia đình có thể trở thành một gánh nặng cho nhiều người trẻ. Chúng ta sẽ đi sâu vào cách trốn Tết không chỉ là việc thoát khỏi áp lực, mà còn là cơ hội để tự do biểu đạt bản thân. Phân tích những thách thức mà người trẻ đang phải đối mặt khi đối diện với kỳ nghỉ gia đình truyền thống và cách họ tìm kiếm sự tự lập. 2.2 chi phí, trốn Tết, giải pháp tiết kiệm hay đầu tư cho bản thân. Khám phá cách mà chi phí kỳ nghỉ có thể trở thành một vấn đề nặng nề và tại sao nhiều người trẻ chọn trốn Tết như một giải pháp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ xem xét cách một số người trẻ quyết định đầu tư cho bản thân thậm chí làm cho kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm phát triển cá nhân. 2.3 Sự thoải mái cá nhân, tìm kiếm bản thân trong kỳ nghỉ Một trong những yếu tố lớn khiến trốn Tết trở nên hấp dẫn là sự thoải mái cá nhân. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà việc ở lại thành phố trong dịp Tết mang lại không gian và thời gian cho người trẻ để tìm kiếm bản thân, nghỉ ngơi và xây dựng những kế hoạch cá nhân. 2.4 Sự thay đổi trong gia đình truyền thống, sự hiện đại hóa của Tết Phân tích cách trốn Tết có thể làm thay đổi động lực và quan điểm của người trẻ đối với kỳ nghỉ Tết. Sự hiện đại hóa của truyền thống gia đình trong bối cảnh ngày nay và tác động của nó đối với quyết định ở lại thành phố sẽ được thảo luận một cách chi tiết. 2.5 Tầm ảnh hưởng của cộng đồng trực tuyến, trốn Tết là xu hướng toàn cầu. Đi sâu vào cách cộng đồng trực tuyến có thể tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với xu hướng trốn Tết. Chúng ta sẽ xem xét cách những câu chuyện, hình ảnh và ý kiến trên mạng xã hội có thể thay đổi quan điểm và quyết định của người trẻ về kỳ nghỉ này. 2.6 nhìn nhận từ chuyên gia tâm lý học và xã hội học. Cuối cùng, chúng ta sẽ mời một số chuyên gia tâm lý học và xã hội học để đưa ra cái nhìn chuyên sâu về hiện tượng trốn Tết. Tìm hiểu về những yếu tố tâm lý và xã hội mà chúng ta có thể chưa nhận ra và cách chúng ảnh hưởng đến quyết định của người trẻ. Những điều bạn có thể làm khi trốn Tết. Ở phần này chúng ta sẽ đào sâu vào những trải nghiệm cụ thể khi quyết định trốn Tết. Từ việc tận hưởng bản thân đến khám phá những nơi mới trong thành phố, chúng ta sẽ khám phá cách mà mỗi người có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết một cách độc đáo và thoải mái. 3.1 Tận hưởng bản thân, hành trình tự khám phá Khi bạn quyết định trốn Tết, cơ hội để tận hưởng bản thân và thực hiện những hoạt động bạn yêu thích trở nên không giới hạn. Chúng ta sẽ khám phá những câu chuyện đằng sau những hành trình tự khám phá này từ việc học kỹ năng mới đến việc thả lỏng và thư giãn. 3.2 Khám phá nghệ thuật và văn hóa địa phương Trong trốn Tết, việc khám phá nghệ thuật và văn hóa địa phương trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ đặt chân đến những sự kiện nghệ thuật, triển lãm, hoặc thậm chí là các nhóm nhạc địa phương để trải nghiệm không khí Tết một cách độc đáo và đầy sắc màu. 3.3 Kỳ nghỉ tự chủ, du lịch một mình hoặc cùng bạn bè tính tự chủ trong kỳ nghỉ Tết không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ. Chúng ta sẽ khám phá cách mà việc du lịch một mình hoặc cùng bạn bè có thể tạo ra những kỷ niệm đặc biệt và sâu sắc. 3.4 Làm việc tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng Kỳ nghỉ Tết không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để đóng góp cho cộng đồng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những dự án tình nguyện và cách mà việc làm từ thiện có thể tạo nên một ý nghĩa lớn trong trốn Tết. 3.5 thực hiện những đam mê riêng, sáng tạo và học hỏi. Trốn Tết cũng là thời điểm tuyệt vời để theo đuổi những đam mê cá nhân. Chúng ta sẽ khám phá cách mà việc sáng tạo, học hỏi và phát triển bản thân có thể trở thành một phần quan trọng của kỳ nghỉ này. 3.6 Thư giãn và tận hưởng không gian cá nhân Cuối cùng, chúng ta sẽ đào sâu vào cách trốn Tết có thể tạo ra không gian cá nhân và thời gian thư giãn. Tìm hiểu về những kỹ thuật thư giãn, từ thiền đến việc tạo ra một không gian ấm cúng để tận hưởng kỳ nghỉ một cách tối đa. Câu chuyện và trải nghiệm của cộng đồng. 4.1 Hành trình của bạn, chia sẻ câu chuyện trốn Tết. Mời các bạn chia sẻ câu chuyện cá nhân về hành trình trốn Tết. Từ quyết định đầu tiên đến những trải nghiệm thực tế, hãy kể về những khoảnh khắc đặc biệt và cảm xúc mà bạn đã trải qua trong khoảng thời gian này. 4.2 Góc nhìn của cộng đồng, lợi ích và thách thức. Trong phần này Chúng ta sẽ khám phá góc nhìn đa dạng của cộng đồng về trốn Tết. Các thành viên có thể chia sẻ về lợi ích cá nhân mà họ thu được, như sự tự do, sự thoải mái và cơ hội tạo ra những kỷ niệm đặc biệt. Đồng thời, cũng đối diện với những thách thức mà họ có thể gặp phải khi quyết định trốn Tết. 4.3 nơi gặp gỡ trực tuyến, hình thức kết nối mới. Xem xét cách mà cộng đồng trực tuyến có thể trở thành nơi gặp gỡ và kết nối cho những người trốn Tết có thể là các diễn đàn, nhóm trên mạng xã hội, hoặc thậm chí là các sự kiện trực tuyến để chia sẻ góc nhìn, lên kế hoạch cho các hoạt động, và tạo ra sự giao lưu. 4.4 Câu chuyện tích cực, những kỷ niệm đặc biệt Chúng ta sẽ khám phá những câu chuyện tích cực từ cộng đồng, trốn Tết. Những kỷ niệm đặc biệt, những mối quan hệ mới, và những bài học quý giá mà mọi người đã học được khi quyết định ở lại thành phố trong dịp kỳ nghỉ lớn. 4.5 Hỗ trợ tinh thần, nơi chia sẻ và lắng nghe. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về vai trò của cộng đồng trong việc cung cấp hỗ trợ tinh thần cho nhau. Những cơ hội để chia sẻ cảm xúc, những người bạn mới, và những nguồn động viên từ cộng đồng trực tuyến. 4.6 ý kiến chia sẻ, nơi để mọi người nói lên quan điểm. Mời các bạn tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của mình về trốn Tết. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ hơn sự đa dạng và phong phú của quan điểm và làm thế nào mọi người góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng đồng thuận và hỗ trợ. Với những chia sẻ này, chúng ta sẽ không chỉ hiểu rõ hơn về những trải nghiệm cá nhân của từng người, mà còn cảm nhận được sức mạnh và ấn tượng của cộng đồng, trốn Tết. Phản đối và ủng hộ, trốn Tết 5. Một sự phản đối, giữ gìn truyền thống và gia đình Nhiều người phản đối, trốn Tết, vì họ cảm thấy nó là mất mát đối với truyền thống và ý nghĩa của kỳ nghỉ gia đình chúng ta sẽ tìm hiểu về quan điểm của những người này, những nỗi lo và lo ngại về việc mất mát các giá trị truyền thống. 5.2 Quyền tự do cá nhân, ủng hộ, trốn Tết Mặt khác, nhiều người ủng hộ, trốn Tết vì họ xem đó là quyền tự do cá nhân và cơ hội để thể hiện sự độc lập. Chúng ta sẽ đàm phán về lý do họ cho rằng quyết định ở lại thành phố là một biểu hiện của quyền tự do cá nhân và tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. 5.3 Xã hội hóa và áp đặt trong thảo luận này, chúng ta sẽ xem xét áp lực xã hội và sự áp đặt của truyền thống đối với quyết định trốn Tết. Làm thế nào xã hội hóa có thể tạo ra áp lực lớn đối với người trẻ, và làm thế nào họ đối mặt với những đòi hỏi và kỳ vọng này? 5.4 Nghệ thuật thay đổi góc nhìn, hiện đại hóa hay mất mát? Khám phá cách nghệ thuật và văn hóa đang thay đổi góc nhìn về trốn Tết. Sự hiện đại hóa của các diễn đàn nghệ thuật, Phương tiện truyền thông và văn hóa pop có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản xu hướng này. 5.5 Tình thần gia đình, truyền thống hay hiện đại hóa. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách trốn Tết có thể ảnh hưởng đến tình thần gia đình. Các quan điểm về sự đồng thuận hay không đồng thuận từ gia đình và làm thế nào quyết định này có thể thách thức hoặc tạo cơ hội cho mối quan hệ gia đình. 5.6 Công nghệ và kết nối, sự thay đổi trong thời đại hiện đại. Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh giá vai trò của công nghệ và cách nó đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận trốn tết liệu kết nối trực tuyến có thể thay thế kết nối truyền thống trong kỳ nghỉ hay không với việc thảo luận về các quan điểm trái chiều này chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tầm quan trọng và ảnh hưởng của trốn tết trong xã hội đương đại kết luận cuối cùng tôi muốn cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc hành trình này nếu bạn đang xem và chưa làm điều đó đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới và những cuộc trò chuyện thú vị tại đây chúc các bạn có một kỳ nghỉ tết đặc biệt và ý nghĩa nhất mặt cười với đôi mắt cười